Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thì số lượng F0 tự theo dõi cách ly tại nhà thường phải sử dụng test nhanh để kiểm tra tình trạng bệnh, cộng thêm nhu cầu mua test nhanh để sàng lọc sớm. Vì vậy mà nhu cầu mua kit test nhanh tăng lên đột biến, giá bán cũng có sự biến động. Cục Quản lý Thị trường Đà Nẵng đã yêu cầu các đội tập trung kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, buôn bán khẩu trang, trang thiết bị y tế như bộ kit test nhanh kháng nguyên COVID-19, thiết bị đo nồng độ oxy, các loại thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19. Những ngày gần đây, các nhà thuốc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng rất đông người đến mua kit xét nghiệm, kit test COVID-19, máy đo SPO2. Có mặt tại nhà thuốc Hồng Đức trên đường Âu Bích Khiêm, người dân phải xếp hàng đợi đến lượt. Nhiều người trong số đó vì lo lắng cho sức khỏe nên chủ động đi mua kit xét nghiệm về nhà tự kiểm tra. Thị trường thì em thấy cung cấp đầy đủ thì cũng được đó, nhưng mà có một cái là giá cả là hơi cao đó chị. Bởi vì một cái que test là 80.000. Đại diện cửa hàng thuốc Tây này cho biết học sinh sinh viên đi học trở lại và số ca F0 tăng cao ở Đà Nẵng là một phần nguyên nhân khiến thị trường kit test nhanh COVID-19 rầm rộ những ngày gần đây. Tại cửa hàng cũng ghi nhận lượng người mua kit test tăng đột biến, nhưng nguồn cung vẫn đảm bảo, không có chuyện khan hàng, tăng giá bán. Cái trong thời gian mà gần đây ấy, là cái Tết Covid này ấy, là người ta phải đi mua rất là nhiều. Mà cái thị trường mà để mà cung ứng á, thì có tạm đủ. Con biết họ răng cho cô còn cô đảm bảo. Hai mặt hàng là cô còn cô đảm bảo. Cục Quản lý Thị trường thành phố Đà Nẵng cũng cho biết đơn vị đã thường xuyên tổ chức lực lượng kiểm tra đột xuất, kiểm tra có kế hoạch để giám sát các cơ sở kinh doanh vật tư trang thiết bị y tế. Ngoài kiểm tra về nguồn gốc, xuất xứ, đơn vị tập trung kiểm tra và xử lý nghiêm hành vi tăng giá, không niêm yết giá. Thực hiện sự chỉ đạo của Cục Quản lý Thị trường thành phố Đà Nẵng, thì đội quản lý thị trường số 3 là đang tăng cường giám sát các đơn vị mà cửa hàng kinh doanh, các thiết bị y tế và các sản phẩm test kit để phục vụ việc test nhanh COVID. Qua quá trình giám sát thì chưa phát hiện các đơn vị nào có dấu hiệu vi phạm. Thì trong thời gian tới thì đội cũng sẽ tiếp tục tăng cường giám sát thêm về cái đối với mặt hàng này. Về phía Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cũng cho biết đã kiểm tra 5 nhà thuốc trên địa bàn, chưa phát hiện trường hợp vi phạm về giá bán và các quy định về sản phẩm ngoài danh mục. Đồng thời khuyến nghị người dân chỉ nên mua những sản phẩm kit xét nghiệm nhanh trong danh mục được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, được công bố trên website của sở. Thì hôm đó thì qua kiểm tra thì hầu hết tất cả các nhà thuốc qua kiểm tra thì 5 cái nhà thuốc vừa qua thì thấy là họ đều có hóa đơn chứng từ, là một. Thứ hai là đối chiếu với lại các cái hồ sơ công bố và cũng như là trên cái trang cổng thông tin của Bộ Y tế thì hầu hết là các cái này là được công bố hết. Ngoài ra các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân không nên xét nghiệm khi không cần thiết mà chỉ khi cơ thể có các triệu chứng biểu hiện cùng với yếu tố dịch tễ tiếp xúc với ca bệnh. Sau khi nhiễm bệnh thì khoảng 3 đến 5 ngày kết quả xét nghiệm mới chính xác, do khi đó nồng độ virus cao.